Bi nam thiếp bị tẩy chay sau lùm xùm cặp kè với đại gia bỏ vợ khi đang ở cử. Liên quan đến lùm xùm giật chồng khiến làng giải trí rúng động, chị đại Thái Lan Bi nam thiếp đã có tuyên bố mới nhất. Cô khẳng định mình bị vu khống, mọi tin đồn đều là bịa đặt. Về phần doanh nhân Fluke Chalat, anh tuyên bố sẽ làm rõ mọi chuyện với tình cũ và gửi lời xin lỗi đến Bi nam thiếp. Fluke Chalat chia sẻ với phóng viên báo chí, tôi muốn thông báo với khán giả rằng nội dung xuất hiện trên các phương tiện truyền thông có nhiều đoạn không đúng sự thật, gây thiệt hại nặng nề cho tôi và Bi. Ngoài ra, doanh nhân này còn cho biết thêm, tôi thực sự xin lỗi Bi, chuyện của tôi và tình cũ đã ảnh hưởng tới cô ấy, tôi mong các đơn vị truyền thông không khai thác rộng thêm về câu chuyện, tránh làm ảnh hưởng tới các con tôi, gia đình cũng như chính Bi nam thiếp. Về chuyện của tình cũ, Fluke Chalat cho biết anh chưa từng đăng ký kết hôn với người được cư dân mạng gọi là vợ cũ. Hơn thế, khi đến với chị đẹp Thái Lan, vị doanh nhân này đã cắt đứt quan hệ tình cảm với người kia. Dù vậy, dư luận vẫn đứng về phía mẹ con tình cũ của Fluke Chalat, đồng thời chỉ trích Bi nam thiếp là hồ ly tinh phá vỡ gia đình nhà người khác. Một vài khán giả bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu khi Bi nam thiếp quyết định gắn bó với Fluke Chalat, người vừa chia tay vợ khi con mới sinh được 4 tháng. Hay nói cách khác là người đàn ông này quyết định phủi tay khi vợ anh vẫn đang ở cử. Ai nấy đều cho rằng với sắc đẹp và vị thế của mình, Bi nam thiếp hoàn toàn có khả năng tìm được người bạn trai tốt hơn Fluke Chalat nhiều lần. Theo truyền thông Thái Lan, Fluke là người thừa kế duy nhất của đại gia bất động sản Nativechiva Kasamset. Bangkok Post đưa tin, Fluke từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Saphan, một tiểu thư của một tập đoàn lớn. Họ làm đám cưới vào năm 2009 và hiện tại đã có 2 con. Tuy nhiên, Fluke và vợ đã ly hôn vì không hòa hợp về tính cách. Từng có tin tức Fluke đã tái hôn lần 2 và có thêm một cậu con trai, nhưng tin tức này chưa được kiểm chứng. Sở dĩ phóng viên tìm ra chân dung bạn trai của Bi vì cả hai thường xuyên có ảnh đi du lịch chung. Hơn thế, trong chuyến đi gần đây tại Bradbury, Bi có chia sẻ hình ảnh bạn trai nhưng giấu mặt. Cuối cùng, phóng viên mới tìm ra thân thế thực sự của người đàn ông bên cạnh chị đại Thái Lan. Bi tên thật là nam thiếp Jokracha Tamwebon, sinh năm 1982. Ở Bi nam thiếp toát lên một vẻ đẹp nữ tính thuần túy, không màu mè, không đột phá, không góc cạnh nhưng lại tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt. Nhờ đó, cô nàng dễ dàng hóa thân vào nhiều vai diễn, hiền lành có, độc ác có, dai dứt giữa yêu và hận đều có. Nhưng có một sự thật là dù có đảm nhận vai nào thì siêu sao 8X này vẫn nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc và thần thái thu hút khó ai bì kịp trên màn ảnh nhỏ. Năm 2001, Bi lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7 với vai diễn đầu tay trong Dòng máu Phượng Hoàng. Nhân vật cô gái tốt bụng nám phổn đã giúp chân dài 38 tuổi một bước trở thành ngôi sao triển vọng của màn ảnh Thái. Sau đó cô tham gia các bộ phim nổi tiếng như Trận chiến của những thiên thần 2008, Bí mật của siêu sao 2008, Linh hồn bị đánh tráo 2010, Hoa hồng của quỷ 2011, Lứa tình các quốc 2012, từng làm mưa làm gió trên khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Không chỉ được nhiều người tôn vinh là nữ hoàng màn ảnh Thái, Bi nam thiếp còn được coi là chị đại của ngành giải trí trong nhiều lĩnh vực khác như thời trang dẫn chương trình. Trước khi đến với nghiệp diễn, Bi nam thiếp từng gia nhập ngành giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu, nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ từ khán giả. Cô sở hữu chiều cao 1m77, cân nặng 50kg và đặc biệt là thần thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ sự vượt trội về ngoại hình, trong những năm sau đó, bên cạnh nghề người mẫu, Bi cũng rất thành công trong vai trò diễn viên minh họa, các MV ca nhạc và phim ngắn. Cô được các thương hiệu săn đón để trở thành gương mặt đại diện cho những dòng sản phẩm dành cho phụ nữ. Cho đến nay, chân dài sinh năm 1982 được tôn vinh là ngôi sao vẹn toàn của showbiz xứ Chùa Vàng. Cô đã thử sức và giành được phản hồi tốt ở tất cả các lĩnh vực, diễn xuất, ca hát, trình diễn thời trang, dẫn chương trình. Đặc biệt, năng lực diễn xuất của Bi nhận rất nhiều lời khen của người hâm mộ Thái nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Trong 20 năm thử thách ở mảng truyền hình, cô đã nhận hơn 14 chiếc cúp tại các giải thưởng phim lớn, góp phần khẳng định vị thế diễn viên thực lực của mình.